Ngành chức năng tỉnh Bình Phước đang khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân hàng chục công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Pinjuan Việt Nam thuộc khu công nghiệp Nam Đồng Phú, huyện Đồng Phú, nhập viện cấp cứu sau khi ăn cơm trưa 23 tháng 7. Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Phú, Trung tâm Y tế huyện tiếp nhận tình trạng cấp cứu 63 ca. Hiện tại, tình trạng của người bệnh đã ổn định, đang theo dõi và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện 48 ca. Các ca nhẹ đã ổn cho về theo dõi 15 ca. Theo chị Lê Thị Trúc Ly, công nhân của công ty đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đồng Phú, bữa ăn trưa gồm cơm với thịt kho đậu hũ, sườn kho dứa, canh rau do đơn vị bên ngoài công ty cung cấp, cơm có mùi hôi nhớt. Sau khi ăn cơm với thịt kho đậu hũ khoảng 20 phút, chị Ly có biểu hiện đau bụng, buồn nôn. Sau đó chị Ly có dấu hiệu tê môi, miệng, lưỡi, mặt. Anh Phạm Văn Thái, công nhân của công ty cũng có biểu hiện tương tự sau khoảng 30 phút ăn cơm với sườn kho dứa. Tương tự, chị Ngô Thị Kim Dung cho biết, trong lúc ăn, chị thấy phần cơm có mùi. Ngay sau đó, có hỏi mọi người có thấy mùi gì không? Mọi người nói có. Thế nhưng, mấy chị em bảo nhau, thôi nuốt đại luôn đi. Khoảng 15 phút sau, thì chị cảm thấy đau đầu, chóng mặt, mệt, buồn nôn, tê bụng, miệng và tay. Còn bệnh nhân Rư Trâm Đơ Du, công nhân bộ phận sỏ dây vào túi cho biết, trong lúc ăn, thấy phần cơm có màu xanh, mùi hôi. Do ngồi chung, đông người quá nên nuốt đại luôn. Khoảng 15 phút sau thì cảm thấy đau đầu, chóng mặt, mệt, buồn nôn, tê bụng, miệng và tay. Hôm 23 tháng 7, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký quyết định số 707 của Thủ tướng về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Hương Giang. Trước đó vào hôm 10 tháng 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Hương Giang. Việc này được thực hiện theo ý kiến của Ban Bí thư tại Công văn số 10370 của Văn phòng Trung ương Đảng và kết luận số 1114 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh để bà Nguyễn Hương Giang nhận nhiệm vụ mới theo quy định của cấp có thẩm quyền. Sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, bà Nguyễn Hương Giang tiếp tục giữ chức Phó Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh. Đến hôm 15 tháng 7, Ban Thường vụ tỉnh ủy Bắc Ninh phân công bà Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư tỉnh ủy, đảm nhiệm Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy. Bà Nguyễn Hương Giang, 55 tuổi, giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh từ tháng 11 năm 2019. Bà Nguyễn Hương Giang từng kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo tại tỉnh Bắc Ninh như Phó trưởng ban thường trực ban tổ chức tỉnh ủy, Bí thư huyện ủy Gia Bình, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh. Chiều 23 tháng 7, công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai, mã chứng khoán QCG công bố quyết định về việc bổ sung nội dung vào chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thay đổi người đại diện pháp luật. Tại quyết định này, Quốc Cường Gia Lai thông qua nội dung Trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Như Loan. Đồng thời, bầu bổ sung ông Nguyễn Quốc Cường làm thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027. Bên cạnh đó, Quốc Cường Gia Lai công bố quyết định ông Nguyễn Quốc Cường là người đại diện pháp luật của công ty, chức danh tổng giám đốc. Ông Nguyễn Quốc Cường được biết đến với tên gọi khác là Cường Đô La, là con trai của bà Nguyễn Thị Như Loan. Hiện ông Cường sở hữu 0,2% cổ phần của Quốc Cường Gia Lai. Ông Cường năm nay 42 tuổi, từng là thành viên hội đồng quản trị, phó tổng giám đốc và là người công bố thông tin tại Quốc Cường Gia Lai. Ông Cường được bổ nhiệm giữ vị trí phó tổng giám đốc QCG vào năm 2006 khi 24 tuổi. Năm 2008, ông vào hội đồng quản trị của QCG. Tháng 11 năm 2018, ông Nguyễn Quốc Cường bất ngờ rút khỏi tất cả vị trí tại QCG. Hiện tại ông Nguyễn Quốc Cường nắm giữ 537.000 cổ phiếu QCG, trong khi đó bà Loan nắm giữ 37,05% vốn điều lệ, tương đương gần 102 triệu cổ phiếu QCG. Em gái ông Cường là bà Nguyễn Ngọc Huyền Mi nắm 14,32% vốn điều lệ, tương đương gần 39,4 triệu cổ phiếu QCG. Trước đó QCG phát đi thông cáo cho biết, doanh nghiệp này vẫn hoạt động bình thường sau khi bà Loan bị bắt, hội đồng quản trị của QCG sẽ sớm tìm người phụ trách điều hành trong thời gian sớm nhất để thực hiện các hoạt động liên quan đến công ty sau khi tổng giám đốc Nguyễn Thị Như Loan bị khởi tố và tạm giam hôm 19 tháng 7 để phục vụ điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Dự kiến ngày 6 tháng 8 Tòa nhân dân huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Minh Phúc, tên thường gọi là Thích Tâm Phúc, 41 tuổi, về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Chủ tọa phiên tòa là bà Hà Thị Xuân Lan, tránh tòa hình sự Tòa nhân dân huyện Củ Chi. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Củ Chi giữ quyền công tố tại tòa là ông Nguyễn Văn Hiếu. Theo cáo trạng, năm 2021, bà LTHT thông qua người quen gặp ông LVV để hỏi về việc tách thửa đất 420,3 m2 nằm trong thửa đất 892,9 m2 tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi. Ông V đã nhờ hai người bạn là ông NVP và ông NDG để làm thủ tục tách thửa cho bà T nhưng không làm được. Ngày 7 tháng 10 năm 2022, ông V thỏa thuận với ông Thích Tâm Phúc để làm thủ tục tách thửa đất giúp bà T. Phúc đồng ý và thỏa thuận chi phí làm thủ tục tách thửa là 135 triệu đồng. Dù Phúc không có chức năng làm thủ tục tách thửa đất và không quen biết với người hay cơ quan chức năng có thể làm thủ tục tách thửa, ông về không biết Phúc làm giả các giấy chứng nhận nên đã tin tưởng và chuyển trước 20 triệu đồng vào số tài khoản của Phúc. Sau khi nhận tiền, Phúc liên hệ hai chủ tài khoản Zalo để cung cấp thông tin bà T và thuê làm giả hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã tách thửa. Đến ngày 8 tháng 2 năm 2023, bà Tê nhận được một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã tách thừa và đưa cho Phúc thêm 50 triệu đồng. Do nghi ngờ tính pháp lý của giấy chứng nhận đã tách thừa, hình dấu rõ so với các giấy khác không có tọa độ, không đóng thuế thổ cư nên bà Tê đã mang đi kiểm tra. Sau khi chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Củ Chi kiểm tra thì nghi vấn là giả nên đã cùng bà Tê đến công an tố giác. Ban đầu, Phúc chỉ làm giả hai giấy chứng nhận. Khi bà Tê nhận giấy đã yêu cầu bổ sung thêm tọa độ, diện tích nên Phúc làm giả lên đến 6 giấy chứng nhận và mất phí 30 triệu đồng. Ý thức của Phúc là chiếm đoạt 135 triệu đồng, nhưng sau khi bà T biết giấy là giả, đã đến yêu cầu Phúc đưa lại giấy chứng nhận bản chính cho bà. Do bà T chưa trả đủ tiền, nên Phúc nói dối là bên dịch vụ còn giữ giấy. Cáo trạng xác định, Phúc đã làm giả sau giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được tách thừa và chiếm đoạt của bà T số tiền 70 triệu đồng. Từ tháng 8 năm 2023, Phúc trốn khỏi địa phương. Đến ngày 16 tháng 11 năm 2023, Phúc trở về địa phương và được công an mời làm việc. Qua khám xét khẩn cấp nơi ở của Phúc, công an thu giữ 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, một giấy chứng nhận gốc và 9 giấy được giám định là giả. Qua điều tra, Nguyễn Minh Phúc giao nộp thêm một giấy chứng nhận tăng ni, thể danh, thích tâm phúc, một bằng thạc sĩ luật kinh tế và một bằng tiến sĩ ngành luật tôn giáo, một giấy chứng nhận điệp thọ và ba điện thoại di động. Theo kết luận giám định, các giấy chứng nhận này đều là giả. Đối với hành vi của ông V, cơ quan điều tra cho rằng chưa đủ chứng cứ chứng minh đồng phạm với Phúc. Hiện ông V đã đi khỏi địa phương. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Củ Chi đã ra thông báo truy tìm, tiếp tục điều tra làm rõ, khi nào có kết quả sẽ xử lý sau. Đối với hai chủ tài khoản Zalo làm giả giấy tờ, cơ quan điều tra đã tách hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức ra để điều tra làm rõ, xử lý sau.